À, thầy chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta qua một cái dạng bài tập mới, đó là ta khai thác các vấn đề về ba cử chỉ của hàm trùng phương. Đầu tiên thầy nhắc lại các em lý thuyết. Lý thuyết này, hàm trùng phương có dạng như sau: y bằng ax mũ 4 cộng với b x bình phương cộng với c. Ta lưu ý là a khác không, a khác không thì hàm này mới gọi là hàm trùng phương. Đầu tiên thầy đặt hàm, ta được là 4 a x mũ 3 cộng với 2 b x. Sau khi đặt hàm xong, các em xem này, thầy giải phương trình y phẩy bằng không, ta được phương trình như sau là 4 a x mũ 3 cộng với 2 b x bằng 0. Tiếp theo ta đưa 2x ra ngoài nhân tử chung thì bên trong đó là 2ax bình phương cộng với b. Phương trình này là gọi là phương trình giải tích, tương đương 2x bằng 0 và đây là 2ax bình phương cộng với b bằng 0. Phương trình này vì a khác không nên thầy rút ra là nghiệm phương trình đầu là x bằng 0 và phương trình sau ta được là x bình phương bằng trừ b trên 2a. Các em công nhận điều này chưa? Ở đây lúc đầu thầy đã mặc định là a khác không rồi. Thầy đi dấu phương trình đây là phương trình số 1 và phương trình chỗ này là phương trình số 2. Bây giờ thầy mới lập luận như sau này: để hàm số có ba cử chỉ, hàm số có ba cử chỉ thì tương đương phương trình số 1 có phương trình số 1 có ba nghiệm phân biệt. Phương trình số 1 có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình số 2 như thế nào? Em thấy ngay nó phải có 2 nghiệm phân biệt khác không, đúng không? Tương đương với phương trình số 2. Có 2 nghiệm phân biệt khác không? Phương trình số 2 có hai nghiệm phân biệt khác không thì tương đương với điều kiện gì? Kèm lưu ý chút xíu như này: để phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khác không thì ta có delta lớn hơn 0 và cái phương trình g0 khác không. Tức là như thế này, cái phương trình số 2 này đây là gx, ax bình phương cộng với b bằng 0. Thực ra thì điều kiện này cũng được, không có sao hết, nhưng mà ta lưu ý cái phương trình số 2 nó hơi bị đặc biệt. Đây là phương trình bậc 2 nhưng mà cái hệ số của x bằng 0. Thành ra các em xem cái phương trình này để nhé này. Ví dụ x bằng 4 thì ta có tương đương x bằng 2 với x bằng trừ 2. X bình bằng một số dương thì ta có 2 nghiệm x. Thành ra chỗ này các em, để phương trình số 2 có 2 nghiệm phân biệt khác không luôn thì cái số trừ b trên 2a này phải là số dương. Trừ b trên 2a nó lớn hơn 0. Rồi các em hiểu chưa? Tới đây ta đã vậy đủ rồi, không cần nói nhiều. Rồi bây giờ các em cũng lưu ý thêm một chút xíu cái hàm trùng phương. Về ba cử chỉ hàm trùng phương, các em xem ba điểm như thế nào nhé. Nếu x bằng 0 thì ta có tương đương, ta thế vào đề bài ta có y bằng c. Như vậy thì có điểm cực trị đây là a là 0c. Em công nhận điều này chưa? Và em cũng thấy ngay điều này là a nó thuộc trục tung. Công nhận chưa các em? A điểm a thì phải thuộc trục tung. Rồi bây giờ em xem cái phương trình này: x bằng trừ b trên 2a x bình. Ta có nghiệm x bằng trừ căn bậc 2
Rồi cấp công dân chưa? Thì em thế vào đề bài các em nhé. Ta thế vào đề bài ta được đi. Em lưu ý trong cái hai cái y này nó giống y chang nhau. Thầy nhắc cho các em thấy này. Nếu x bằng trừ b trên 2a thì x bằng căn đó, thì x bình phương nó bằng trừ b trên 2a. Các em thế vào đề bài y bằng a nhân với x bình x mũ 4. X mũ 4 ta bình phương lên nó là b mũ 4 chia 4a bình phương cộng với b nhân với trừ b trên 2a cộng với c. Ở đây thì làm tắt một chút xíu. Như vậy mẫu chung đây là 4a, ta được b mũ 4 chia cho 4a trừ đi b bình phương trên 2a cộng với c. Trên này cũng giống như vậy, bởi vì một số âm bình phương lên thì nó cũng mất dấu trừ, nó cũng là b mũ 4 chia cho 4a trừ đi b bình phương chia 2a cộng với c. Và tới đây thầy có hai điểm cực trị còn lại, thầy đặt tên nó là b, đặt tên đại là b với c đi. B là trừ căn trừ b trên 2a thì tung độ là b mũ 4 chia 4a trừ đi b bình phương chia 2a cộng với c. Và điểm c như thế này, căn bậc 2 trừ b chia 2a tung độ là b mũ 4 chia 4a trừ đi b bình phương chia 2a cộng với c. Hai điểm cực trị này tung độ giống nhau, hoành độ em nhận xét nó là hai số đối nhau. Như vậy thầy khẳng định b và c đối xứng qua trục tung. Và thầy nhận xét là nói này, từ đây là suy ra b và c đối xứng qua trục tung OY. Điểm A thuộc trục tung, b và c đối xứng với nhau qua trục tung. Như vậy thì ta suy ra ngay điều này là tam giác ABC cân tại A. Rồi thầy nhắc lại vấn đề về ba cực trị hàm trùng phương. Đầu tiên là điều kiện là hàm số của ba cực trị. Và nếu hàm số trùng phương có ba cực trị thì ba cực trị này tạo thành một tam giác nó phải cân. Đó. Các em nhớ chưa? Rồi ta qua bài số 1. Bài số 1 đề bài như sau: cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2 nhân với m cộng với 1 x bình phương cộng với m. Tìm m để hàm số của ba cực trị. A, B, C sao cho O, A bằng B, C với này O là gốc tọa độ, A là cực trị thuộc trục tung, B và C là hai điểm cực trị còn lại. Và đây là đề bài. Rồi bây giờ em xem này. Bước đầu tiên là ta tìm m để hàm số của ba cực trị. Đầu tiên thầy đạo hàm y phải bằng x mũ 4 là 4x mũ 3 trừ đi 4 nhân với m cộng với 1x. Sau khi có y phẩy rồi ta giải phương trình y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0 ta đưa 4x ra ngoài nhân từ chung là x bình phương trừ đi m cộng với số 1 trừ đi m 1.
bằng 0. Phương trình này là phương trình tích thể làm từ từ. Phương trình thứ nhất là 4x bằng 0. Phương trình thứ hai là x bình trừ m trừ đi 1 bằng 0. Tương đương x bằng 0, x bình phương bằng m cộng với 1. Thầy đánh dấu phương trình đây là phương trình số 1 và đây là số 2. Rồi bây giờ ta lập luận để hàm số có 3 cực trị tương đương là phương trình số 1 có 3 nghiệm phân biệt. Phương trình số 1 có 3 nghiệm phân biệt thì điều đó tương đương với phương trình số 2 có 2 nghiệm phân biệt khác không? Rồi dấu tương đương là m cộng 1 lớn hơn 0 tương đương m lớn hơn trừ 1. Rồi tới đây thì dừng lại. Tới đây là ta đã xong điều kiện để hàm số có 3 cực trị. Tiếp theo em tìm 3 điểm cực trị. Bây giờ các em xem này, x bằng 0 thì ta suy ra được y bằng, ta thế vào đề bài là y bằng m. Cái phương trình x bình phương bằng m cộng 1 tương đương ta có hai nghiệm x bằng căn m cộng 1 và x bằng là trừ căn m cộng 1. Rồi em hiểu chưa? Bây giờ ta xét lại, nếu x bằng căn m cộng 1 thì ta suy ra y cũng bằng căn thế và đề bài. Như vậy là m cộng với 1 tất cả bình phương trừ y 2 nhân với m cộng với 1 bình phương cộng với số m. Rồi thầy phá ngoặc. Nhưng mà trước khi phá ngoặc em thấy ta rút gọn một chút xíu, ta được là trừ m cộng với 1 bình phương cộng với m. Ta được như sau này là trừ m bình phương trừ đi m trừ đi 1. Từ đây ta kết luận như sau, 3 điểm cực trị điểm A là cực trị thuộc trục tung, như vậy A tọa độ là 0, 0 mở. B, C là hai cực trị còn lại, B là trừ căn m cộng 1 thì tung độ của nó là trừ m bình phương trừ m trừ 1. C là cực trị còn lại, rồi tới đây ta xong được 3 điểm cực trị. Tiếp theo ta giải trường hợp cái điều kiện cuối cùng, đó là OA bằng BC. OA bằng BC thì tương đương OA bình phương bằng BC bình phương tương đương, kèm nhớ công thức như vậy, chỗ này là XA trừ XO bình phương cộng với IA trừ IO bình phương bằng, chỗ này là XC trừ đi XB tất cả bình phương cộng với IC trừ đi IB tất cả bình phương. Rồi dấu tương đương XA là 0, XO cũng là 0, như vậy là bình phương. IA là M trừ đi IO là 0. Rồi các kiểm tra XC là căn m cộng 1 trừ cái xb là trừ cái này là dấu cộng đấy. Cộng với IC, IC là trừ m bình phương trừ m trừ 1 trừ xb là cộng m bình phương cộng với m. Rồi tiếp theo ta rút gọn, chỗ này là m bình phương, cái chỗ vế bên đây là không hết nhé, như còn lại là chỗ này là 2 nhân với căn m cộng 1
tất cả bình phương, dấu tương đương. M bình phương bằng 4 nhân với M cộng 1. Tương đương là M bình phương trừ 4M trừ đi 4 bằng 0. Phương trình này số đầu tiên là 1 trừ 4 là trừ 4. Ta có hai nghiệm như sau: M bằng 2 cộng với 2 căn 2, M bằng tiếp theo là 2 trừ đi 2 căn 2. Số này nó bằng trừ 0,8 mấy. Trừ 0,8 mấy thì nó vẫn phải điều kiện là lớn hơn trừ 1. Như vậy chỗ này ta nhận. Cái này là số dương thì hiển nhiên là ta nhận. Rồi bây giờ ta qua bài số 2. Đây là đề thi đại học khối A năm 2011. Đề bài như sau là cho một cái hàm trùng phương. Tìm M là hàm số này có 3 cực trị tạo thành một tam giác vuông. Bước đầu tiên thầy làm nhanh. Y phải bằng 4x mũ 3 trừ đi 4. Rồi bước thứ hai là giải phương trình y phải bằng 0. Rồi ta đưa nhân tử chung ra ngoài là 4x. Bên trong là x bình phương trừ đi m trừ đi 1 bằng 0. Đây là phương trình giải tích, ta có hai nghiệm x bằng 0. X bình phương bằng m cộng với 1. Thầy đánh dấu phương trình này là số 3, phương trình này là số 2. Tại vì số 1 là cái đề bài. Rồi bây giờ thầy lập luận là để hàm số có 3 cực trị, điều đó tương đương với phương trình số 1. Có 3 nghiệm phân biệt. Phương trình 1 có 3 nghiệm phân biệt. Thầy quên phương trình số 2 chứ. Rồi. Phương trình số 2 có 3 nghiệm phân biệt thì tương đương phương trình số 3 của em đó có 2 nghiệm phân biệt. Khác không? Tương đương M cộng với 1 lớn hơn 0. Cuối cùng là tương đương M lớn hơn trừ 1. Thôi thì dừng lại chỗ này. Tiếp theo là ta tìm 3 điểm cực trị. X bằng 0, ta suy ra y bằng căn thế và đề bài, y bằng m bình phương. Rồi hiểu chưa? Tiếp theo là x bằng cái phương trình x bình phương bằng m cộng 1, tương đương x bằng cộng trừ căn m cộng với 1. X bằng cộng trừ căn cái này thì ta suy ra y bằng căn thế và đề bài mũ 4, tức là m cộng với 1 bình phương trừ đi 2 nhân với m cộng với 1. X bình phương bằng m cộng 1 căn thế vô là cộng bình phương cộng với m bình phương. Em xem này, ta trừ đi tức là trừ đi m hoặc m cộng với 1 tất cả bình phương cộng với m bình phương. Ta phá mũ ngoặc nên được là trừ 2 m trừ 1. Từ đây ta mới tìm được 3 điểm cực trị. Từ đây các em nói sao nào? 3 điểm cực trị. Điểm thứ nhất là A, tọa độ là 0 thì tung độ là M bình. Tiếp theo ta có điểm B. Điểm B hoành là trừ căn M cộng 1 thì tung là trừ 2M trừ 1. Tương tự ta có điểm C là căn M cộng 1. Rồi thầy dừng lại chưa nào. Tiếp theo là ta mới giải điều kiện để 3 cực trị này tạo thành một tam giác vuông. Vấn đề bây giờ là vuông tại đâu nhé?
Nó có 3 điểm ABC. Nếu các em không khéo thì ta phải xét 3 trường hợp: vuông tại A, rồi vuông tại B, rồi vuông tại C. Em hiểu chưa? Đây đây, ta nhìn vào tọa độ 3 điểm ABC, ta mới nhận xét như này. Vì A thuộc trục tung, các em công nhận ngay, bởi vì hoành bằng không. Tiếp tục ta khẳng định cái này, B và C đối xứng qua trục tung là OI. Bởi vì điều kiện đó nên ta suy ra tam giác ABC cân tại A. Các em hiểu chưa? Thì trong lý thuyết thầy đã nói rồi, hàm trục phương mà có ba cực trị thì ba cực trị nó phải tạo thành ba điểm của tam giác cân. Rồi tới đây thầy nói dựa vào đề bài thì nói tiếp này, để tam giác ABC vuông thì điều đó tương đương với tam giác ABC phải vuông cân. Thực ra ta cũng không xài cái chữ cân, ta ghi vuông được rồi. Vuông tại A, nó cân tại A thì nếu nó vuông thì phải vuông tại A. Mà vuông tại A thì tương đương cái vector AB nhân với vector AC bằng số 0. Rồi ta dừng lại chỗ này. Muốn giải điều kiện này thì ta phải tìm vector AB và vector AC. Các em xem nhé. Vector AB ta lấy B trừ A là trừ căn M cộng 1 chấm phẩy. Ta có là trừ M bình phương trừ 2M trừ 1. Rồi tiếp theo là tìm vector AC, căn M cộng với 1 trừ M bình phương trừ đi 2M. Thầy đánh dấu cái phương trình này là phương trình sao. Như vậy thì phương trình sao nó tương đương hai vector nhân với nhau bằng không, tức là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung bằng không. Hai cái này nhân với nhau thì nó tắt trừ căn nhân căn là trừ mất M cộng với 1. Hai cái này nhân với nhau kìa. Ở đây thì thầy có thể rút gọn chút xíu nhé. Đây là trừ căn M cộng 1. Bên trong đây là hàng đẳng thức. Ta đưa dấu trừ ra ngoài, nó chính là M cộng với 1 tất cả bình phương. Hoành nhân hoành, ở chỗ này không có dấu trừ, như vậy là trừ. Tung nhân tung là dấu cộng đấy. Như vậy đây là M cộng với 1 tất cả bình thường 4 bằng 0. Phương trình này ta đưa M cộng 1 ra ngoài nhân từ chung. Bên trong này là M cộng với 1 tất cả bình thường 3 trừ đi 1. Rồi ta sẽ qua hai được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là M cộng với số 1 bằng 0. Phương trình thứ hai là M cộng với 1 tất cả bình thường 3 bằng 1. Còn phương trình này là M cộng với 1 bằng 1. Ta được hai nghiệm M bằng 0. Tới đây ta so với điều kiện xem nào. Điều kiện ràng buộc của bài toán của em là M lớn hơn trừ 1. M lớn hơn trừ 1 như vậy nghiệm M bằng trừ 1 ta loại. Nghiệm này ta nhận. Cuối cùng ta được M bằng nghiệm M bằng 0. Chỗ này thì số 0 thì ghi lại đây. Đó. Có một số em thắc mắc. Bây giờ ta qua bài số 3. Cho một cái hàm trùng phương, tìm M là hàm trùng phương có 3 cực trị tạo thành một tam giác đẹp. Thầy đặt nhanh cái bước này, y phẩy bằng 4x mũ 3 trừ đi 4mx, y phẩy bằng 0 tương đương thầy đánh dấu phương trình số 1 tương đương là 4x ta đưa ra ngoài
chơi game. Rồi phương trình đánh dấu là số 2. Rồi ta nói là để hàm số có 3 cực trị. Điều này tương đương là phương trình số 1 có 3 liên phân biệt. Để phương trình số 1 có 3 liên phân biệt thì tương đương phương trình số 2 có 2 liên phân biệt khác không? Rồi, em hiểu chưa? Điều đó tương đương với M lớn hơn 0. Rồi, ta dừng lại. Tiếp theo ta mới tìm 3 điểm cực trị. Khi x bằng 0, x bằng 0 em thế vào đề bài ta suy ra y bằng 2m cộng với m mũ 4. Rồi x bình phương bằng m, ta tương đương x bằng cộng trừ căn m. Mà khi có x bằng cộng trừ căn m ta suy ra được y. Căn thế vào đây, mũ 4 lên là m bình phương trừ đi 2m bình phương cộng với 2m cộng với m mũ 4. Rồi thầy suy ra y bằng, thầy rút gọn, chỗ này là m mũ 4 trừ đi m bình phương cộng với 2m. Tới đây thì ta kết luận như sau là ba điểm cực trị hàm trùng phương là: điểm thứ nhất là a, tọa độ là 0, 2m trừ đi m mũ 4 cộng với m mũ 4. Điểm thứ hai là b, khoảng độ là trừ căn m thì tung độ m mũ 4 trừ đi m bình phương cộng với 2m. Điểm thứ ba là c, khoảng độ là căn m thì tung độ là m mũ 4. Tới đây thì khẳng định như sau này: vì điểm A thuộc trục tung OY, B và C đối xứng qua trục tung, nên ta suy ra tam giác ABC cân tại A. Rồi, tam giác này đã cân tại A rồi. Đây thì lập luận lại để tam giác ABC đều. Tam giác ABC đều thì chỉ cần thêm một điều kiện kia. Thì vẽ một cái hình như nhỏ này. Chỉ cần thêm điều kiện là AB bằng BC, vậy là đủ. Mà AB bằng BC thì tương đương AB bình phương bằng BC bình phương. Rồi tương đương, ta phá vô ngoặc ra nhé, ta dùng công thức. Đây là XB trừ XA bình phương cộng với rồi vế bên tay phải, XC trừ XB bình phương rồi bây giờ căn mà thấy công thức ở đây, XB là trừ căn mà XA là 0, IB là m mũ 4. Trừ IA là trừ đi 2m trừ m mũ 4. Rồi sao? Bằng XC trừ XB là căn m cộng với căn m bình phương. IC với IB giống nhau, thành ra chỗ này ta ghi là số 0. Các em khỏi thế cũng được. Bây giờ ta rút gọn cái biểu thức này. K
căn m bình phương là m, không có gì hết, chỗ này đơn giản. Còn lại là trừ m bình phương lên là cộng với m mũ 4. Bên kia là hai căn m bình phương lên là 4, 4 m. Ta chuyển về một vế là m mũ 4 trừ đi 3 m bằng 0. Ta đưa m ra ngoài nhân tử chung ta được là m mũ 3 trừ đi 3. Rồi anh em hiểu chưa? Phương trình tích m bằng 0, m mũ 3 bằng 3. Cái này là m bằng 0, m bằng căn bậc 3 của 3. Điều kiện đề bài là m lớn hơn 0, thành ra nghiệm được ta đoạn, nghiệm được ta nhân. Cuối cùng ta được m bằng căn bậc 3 của số 3. Bây giờ ta qua bài số 4, là bài cuối cùng trong tiết hôm nay. Đề bài như sau: cho một hàng trùng phương, tìm m để hàm số này có 3 cực trị, tạo thành một tam giác. Câu đầu tiên trực tâm là h, câu số 2 là tâm đường tròn bài tiết. Thì bước đầu tiên thầy tìm điều kiện là có 3 cực trị, rồi sau đó mình tính tiếp. Chỗ này đạo hàm là 4 nhân với 1 dưới chỗ này là số 2. Rồi thầy nói nhanh là để hàm số. Hàm số của ba cực trị thì tương đương với phương trình số 1. Có ba nghiệm phân biệt. Phương trình số 1 có 3 nghiệm phân biệt thì tương đương phương trình số 2. Có 2 nghiệm phân biệt. Phân biệt khác không chứ nghe. Điều này tương đương m trừ m cộng với 2 lớn hơn 0 tương đương m bé hơn số 2. Rồi đến đây thì dừng lại. Đây là điều kiện để hàm số có 3 cực trị. Rồi bây giờ tiếp theo ta cũng phải tìm 3 điểm cực trị. Nếu x bằng 0 ta suy ra y bằng căn thế và đề bài m bình trừ 5m cộng với số 5. Còn nếu x bằng x bình phương nhé, trừ m cộng với 2 thì tương đương x bằng cộng trừ căn bậc 2 trừ m cộng với 2. Từ đây ta suy ra y bằng căn thế và đề bài cộng trừ với căn này với thừa 4 thì nó chính là trừ m cộng với 2 tất cả bình phương đấy. Căn thế bình phương vô đó là trừ m cộng với 2. Rồi căn tính là chỗ này, thầy ghi lại thì căn nhìn thấy dễ này, trừ chỗ này là trừ m cộng với 2 tất cả bình phương. M trừ 2 thì đưa số trừ ra ngoài là trừ đi 2. M bình trừ 5 m cộng với số 5. Rồi ta pha hai cái này trừ với nhau, ta được là trừ m cộng với 2.
Rồi ta phá hoặc ra là trừ m bình phương cộng với 4m trừ y 4 kết quả là trừ m cộng m bình ta mất này, chỗ này là trừ m cộng với số 1. Rồi ta dừng lại. Tới đây ta mới viết được ba, tìm được ba điểm cực chính. Các em nói như sau là ba điểm cực chính. Ba điểm cực chính là điểm thứ nhất là A là 0. B là trừ K thì mình tung là trừ M cộng 1. Rồi C tới đây là tìm được 3 điểm ABC. Rồi bây giờ tôi mới nói như sau này, vì A thuộc trục tung, B và C đối xứng, qua trục tung nên ta suy ra tam giác ABC cân tại A. Bây giờ thì giải câu số 1. Tam giác ABC với trực tâm là H. Để hiểu vấn đề này thì vẽ một cái hình. Đây. Đây là cái trục tung đấy, đây là trục tung này. Đây là đến điểm B, đây là điểm C. Cái đỉnh A đâu đó nằm trên đây. Bây giờ các em xem tam giác này đã cân rồi. Và tam giác cân thì đường cao là trục tung. Các em xem H nó có nằm trên trục tung hay không? Đúng không? Tới đây em thấy ngay điểm H tọa độ là 0,3/2. Nó cũng thuộc trục tung. Nên ta suy ra AH nó vuông góc với BC. Như vậy điều này cũng hiển nhiên nó có sẵn rồi. Tiếp theo các em xem này. Để H nó là trực tâm thì ta chỉ cần điều kiện là BH vuông góc với AC là đủ. Em hiểu chưa? Để điểm H 0,3/2 là trực tâm tam giác ABC thì điều này ta suy ra là vector là BH phải vuông góc với AC. Và điều này tương đương với vector BH nhân với vector AC bằng số 0. Thầy đánh dấu phương trình này là phương trình sao? Bây giờ hãy tìm vector BH. Vector BH ta lấy H trừ B. H trừ B như vậy là căn. Ta lấy H trừ B 3/2 trừ cái này. Như vậy là M cộng với 1/2. Rồi tiếp theo ta tìm vector AC. Vector AC ta lấy C trừ A, C trừ A khoảnh vẫn là trừ căn M cộng với 2. Tung độ ta trừ đi, ta được là trừ M bình phương này cộng với 4M trừ đi 4. Như vậy phương trình sao của em đó tương đương hai vector nhân với nhau và hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Hoành nhân hoành là mất căn, như vậy là trừ m cộng với 2. Tung nhân tung là cộng với m. Rồi chỗ này ta đưa dấu trừ ra ngoài là m trừ đi 2. Cái biểu thức này các này, thầy đưa dấu trừ ra ngoài đó, thì chỗ này nó là hàm đẳng thức là m trừ 2 tất cả bình phương. Phương trình người ta có nhân tử chung là m trừ đi 2. Dấu trừ ta đơn giản luôn, ta được là 1.
ta có nghiệm là m bằng 2 thì ghi lại là m trừ 2 bằng 0 cũng được. Rồi phương trình kia thì khá bước ngoặt ra là m bình phương cộng với 1 phần 2m trừ đi 2m. Rồi chỗ này là trừ 1. Trừ 1 cộng với 1 thì bằng 0. Thế rút gọn cái chỗ này là m bình phương trừ 3 phần 2m. Ta có 3 nghiệm. Điều kiện đề bài là m nhỏ hơn 2, như vậy kinh nghiệm để tha loại, còn cái này nhận. Rồi bây giờ thì qua câu số 2. Tâm đường tròn họa tiết là H. Ở chỗ này đây là H là 0 trừ 1 nhé, thầy ghi đâu. Kem vẽ thầy em một cái đường tròn họa tiết tam giác đi để ta hiểu vấn đề này. Tam giác ABC cân tại A. Tam giác này nó có trục trục đối xứng là trục OI, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp là H, H ở đây. Bây giờ các em mới kiểm tra này. Thực ra thì H nó cũng vì điểm H nó nằm trên trục tung nên ta có sẵn ngay điều này là HB bằng HC kia. Tới đây thì nói này, vì điểm H tọa độ là 0 trừ 1 thuộc trục tung nên suy ra ta có HB bằng HC. Để H là tâm đường tròn ngoại tiếp thì H đã cách đều 3 điểm, tức là HA bằng HB bằng HC, 3 đoạn nhỏ bằng nhau. Để H tọa độ 0 trừ 1 là trực tâm tam giác ABC là tâm đường tròn ngoại tiếp, thầy ghi lại. Tam giác ABC điều này tương đương HA bằng HB. Như vậy đã đủ rồi, bởi vì hiển nhiên HB bằng HC. Thầy bình phương lên là HA bình phương bằng HB bình phương. Tới đây ta dùng công thức. Đây là XA trừ XH cộng với IA trừ IH bình phương bằng XB trừ đi XH tất cả bình phương cộng với IB trừ đi IH tất cả bình phương. XA và XH đều là 0, như vậy biểu thức này là 0, thầy khỏi ghi. IA là cái này. Như vậy là chỗ này là m bình phương trừ 5m cộng với 6 tất cả bình phương mà XB trừ XH. Như vậy ta có trừ căn trừ m cộng với 2 bình phương IB trừ IH. IB là cái này. Như vậy đây là trừ m cộng với 2 tất cả bình phương. Bây giờ các em mới để ý chỗ này. Cái vế bên tay trái của thầy ở bên tay phải đấy, bình phương lên chỗ này nó là trừ m cộng với 2. Rồi em hiểu chưa? Ở đây thì nó là hàng lần thức, không phải hàng lần thức mà cái hàng thức là A cộng B cộng C bình phương đó. Nếu mà phá ngoặc ra thì nó dài quá. Bây giờ em mới xem nó có cái chiêu nào ngắn gọn hơn hay không. Thì các em bấm máy để ý thầy này. Cái phương trình bậc hai này là một,
6. Ta có hai nghiệm là 3 với 2. Như vậy ta tách ra, chỗ này là m trừ vi 2 bình phương nhân với, để cái phương trình này em thấy ngay, ta có nhân tử chung là m 2, thầy ghi gọn lại đó, m trừ vi 2 bình phương. Ta chuyển sang vế bên kia đi, là trừ đi, đây là m trừ vi 2 bình phương. Thực ra bên trong ngoặc là trừ m cộng 2, nhưng m trừ 2 bình phương cũng như nhau thôi, cộng với m trừ đi 2. Ta đương nhiên phải chung là m trừ 2. Bên trong là m trừ 2 nhân với m cộng với m trừ 3 bình phương. Chỗ này là trừ đi m cộng với 2 cộng với 1 bằng 0. Chỗ này thì nhát chút xíu nữa nào. M trừ 2 nhân với m trừ 3 tất cả bình phương bằng mấy? Chỗ này là m trừ đi 2 nhân với m trừ 3 là m bình phương trừ đi 6m cộng với 9. Ta phá ngoặc ra là m mũ 3. M mũ 3 trừ 6m bình phương cộng với 9m. Ta nhân phân phối m cho. Tiếp tục ta nhân phân phối số trừ 2 là trừ 2m bình phương cộng với 12m trừ đi 18 trừ đi m cộng với 3 bằng 0. Phương trình này thì rút gọn là m mũ 3 trừ 6m bình với trừ 2m bình là trừ đi 8 m bình phương. 9 cộng với 12 là 21, trừ đi 1 là cộng với 20. Còn số còn lại là trừ 18 cộng 3 là trừ 15. Rồi bây giờ phương trình này kem xem. Phương trình bậc 3 ta xem có nghiệm là mấy? 1 trừ đi 8, 20 trừ 15. Ta có một nghiệm là 3. Ta dùng sơ đồ Hockney cho tách ra 1 trừ đi 8, 20 trừ 15, nghiệm là số 3. 15 trừ đi 8, ta hạ 1 xuống. 3 trừ 8 là trừ 5, đây là số 5, đây là 0. M trừ 2 tiếp tục là m trừ đi 3, phương trình đây là m bình phương trừ 5m cộng với số 5. Ta có nghiệm như sau: m bằng 2, m bằng 3, và phương trình cuối cùng đó, hai nghiệm này đều không thỏa điều kiện nhỏ hai ta đoạn. Bây giờ kem xem ta bấm máy phương trình bậc 3 này, ở bậc 2 này. 1 trừ 5, 5. Ta có hai nghiệm. M bằng 5 cộng với căn 5 chia cho 2. Bấm máy thì số này nó vẫn không nhỏ hơn 2. Như vậy ta đoạn. Nghiệm tiếp theo là 5 trừ căn 5. Chỗ này thì nghiệm người ta nhận. Cuối cùng phương trình này ta có nghiệm m bằng 5 trừ y căn 5 chia cho số 2. Rồi là kết thúc bài toán số 4. Và tiết buổi học hôm nay tới đây là xong. Thầy hẹn kèm ta qua tiết tiếp theo. Trong tiết tiếp theo thầy tiếp tục sửa cho các em cách một số dạng bài tập khác về các vấn đề về cực trị của ba cực trị của hàm trùng phương. Thầy chào tất cả các em.